Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 29 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, một trong những điểm đến gần đây thu hút khá nhiều du khách khi đến với Đà Lạt là đồi Cỏ Hồng gần khu du lịch Suối Vàng thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đến đây, du khách sẽ bắt gặp bức tranh thiên nhiên thơ mộng với sắc hồng phủ khắp trên đồi, nổi bật dưới những tán rừng thông xanh ngắt. Nhất là lúc nắng lên thì khung cảnh dường như càng trở nên rực rỡ hơn. Thế nhưng thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng đồi cỏ hồng là lúc sáng sớm, khi mặt trời chưa ló dạng, từng giọt sương li ti còn đọng trên ngọn cỏ khiến cho khung cảnh nơi đây lại bao phủ một màu trắng trong veo của sương, tựa như những bông tuyết vô cùng kỳ ảo và thơ mộng. Ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp khi đến với đồi cỏ hồng ở khu vực Suối Vàng trong những ngày tới, du khách còn có thể tham gia vào lễ hội Cỏ Hồng Lang Biang 2018 với nhiều hoạt động thú vị như là tham dự cuộc thi ảnh Lang Biang mùa xuân về, thưởng thức giải đua ngựa Không Yên, vó ngựa Thảo Nguyên cỏ hồng, dành cho đồng bào Cơ Ho, xem biểu diễn cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của vùng đất này. Dự báo trong những ngày tới thời tiết tại đây phổ biến ít mưa, ngày nắng đẹp nên đây sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách vào những ngày này. Tuy nhiên, vào sáng sớm thì sương mù có thể xuất hiện một vài nơi làm giảm tầm nhìn nên khi lưu thông tới những khu vực đường đèo, quý vị cần lưu ý. Đồng thời du khách cần tiếp tục giữ ấm khi có kế hoạch đi dạo chơi vào buổi tối và sáng sớm vì trời còn lạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng từ 14 đến 15 độ. Với các tỉnh thành khác ở Tây Nguyên, trong 3 ngày tới đều có tiết trời thuận lợi cho du lịch, khi mà mưa chỉ xuất hiện lác đác về đêm và chiều tối. Ngày nắng giáo từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, vào thời điểm sáng sớm, có thể một vài nơi có sương mù làm giảm tầm nhìn. Cùng với đó, đêm và sáng sớm trời còn lạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 22 độ. Khu vực Nam Bộ cũng sẽ là một trong những điểm đến có thời tiết thuận lợi cho du lịch trong 3 ngày tới, với trời ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nhiều nắng, tiết trời hơi oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, nên du khách cũng cần lưu ý các biện pháp chống nắng khi tham quan các địa điểm ngoài trời vào trưa chiều. Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Đêm và sáng sớm trời rét sẽ là kiểu thời tiết phổ biến ở khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai. Tuy nhiên, do không khí lạnh suy yếu dần và lệch đông nên bầu trời sẽ nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm bớt, độ ẩm cũng tăng nhẹ khiến cho trời bớt khô hanh hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ 25 cho đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 tới, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió yếu trên các tầng khí quyển trên cao nên có mưa giải rác về đêm và sáng sớm. Mưa tập trung ở khu vực ven biển và đông bắc của Bắc Bộ là chính với lượng mưa không lớn, các nơi khác chỉ có mưa lác đác nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động du lịch ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất ngày giao động ở khoảng từ 25 đến 29 độ, thấp nhất về đêm từ 18 đến 21 độ. Khu vực Tây Bắc là từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Từ ngày mai, thời tiết ở các tỉnh thành Trung Bộ sẽ có xu hướng ổn định dần. Toàn khu vực dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận chỉ có mưa sông một vài nơi, ngày nắng nhiều hơn. Mưa vừa, mưa to cũng giảm hẳn ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cùng với đó, trời sẽ bắt đầu hứng nắng vào trưa chiều ở các khu vực này. Thời tiết có xu hướng thuận lợi hơn cho sinh hoạt và đi lại của người dân và du khách. Riêng đối với các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, những hoạt động giao thông và sáng sớm cần lưu ý với hiện tượng sương mù có thể làm giảm tầm nhìn và trời còn lạnh trong 3 ngày tới với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 22 độ, cao nhất ngày từ 25 đến 29 độ. Với các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giao động ở khoảng 26 đến 30 độ và thấp nhất về đêm từ 22 đến 26 độ. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại.